em có thấy là tại sao trả lời tại sao cái chương trình chúng có một ước mơ đó, tôi lại mời toàn bộ là giáo viên trên đó không? Tôi lại mời Sắc Liên, tôi lại mời những học, tôi lại mời những giáo toàn bộ là giáo viên, là những người thành công không? Tại sao tôi chọn như vậy không? Toàn bộ là giáo viên hết không? Tại sao Trắng Ngọc không? Chúng tôi và những giấc mơ, những người thành công nó toàn bộ là giáo viên. Và tại sao, biết không, tại sao trên cái mạch toàn bộ là cái mạch đầu tiên cho giáo viên, em rõ không? Rõ không? À, xong ngày hôm sau thì tôi chưa biết thầy đến dạy cái gì luôn á, chưa biết ngày hôm sau thầy Kim Nguyễn nói niềm tin, nhân dạng và mục tiêu, thì toàn bộ 6 cái phần này nó có trong SE buổi sáng hết á, chị em thấy không? Thấy không? Và nó có luôn trong buổi tối, nó y khuôn vậy luôn á, chị em thấy không? Cho nên là 6 cấp độ này nó có trong SE từ sáng đến tối luôn á. Cho nên là tôi nói một cái điều rằng là tự tin, tất cả những anh chị em đến với SE tự tin đồng hành thì mình sẽ hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Anh chị em muốn đó không? Tại vì tôi thiết kế 6 cấp độ, và có điều là tôi luôn luôn từ những giai đoạn đầu tôi đưa từ cấp độ cao nhất xuống, rồi từ 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 nén cấp độ từ dưới lên, chạy một cái gọi là liên hoàn cước, em thấy không? Vây thành không lối thoát, liên hoàn cước phễu ngược, thấy không? Tức là cái chiến lược của mình là phối hợp chiến lược mà của kiếm hiệp Hồng Kông á, của kiếm hiệp cộng Hồng Kông, của cái trị quốc á. Bóc phốt thì bóc phốt luôn nè, là ba cái chiến lược rất lớn. Chiến lược đầu tiên là vây thành không lối thoát, xui cho chú nào mà xui chú nào mà chui vô SE trong vòng một tuần thôi là xong, à đố đố cái đường chui ra được, nó gọi là vây thành không lối thoát, đúng không? Và liên hoàn cước, anh chị em thấy tôi chơi liên hoàn cước về tình yêu thương, lấy trái tim đập vào liên tục không, liên hoàn cước lấy trí tuệ quấn liên tục không, liên hoàn cước quấn đỡ không kịp, tiến sĩ giáo sư gì chủ doanh nghiệp gì tất tần tật vô đây là chơi liên hoàn cước, té xỉu hết và yêu luôn hồi nào không biết, có những lúc đập, có những lúc chửi, có những lúc rất là liên hoàn cước, phối hợp từ cảm xúc vui, buồn xong lại vui, gọi là liên hoàn cước đó. Vây thành không lối thoát rồi cước xong chơi phát phễu ngược tự động lớn à. Tự động. Nếu anh chị em học 3 tháng trước, học chương trình F1, 3 tháng trước học cái chương trình F1, chương trình buổi tối, chương trình quy trình khởi nghiệp vượt Việt Nam, 3 tháng trước học cái quy trình này có 120 người học thôi. 3 tháng sau con số nó tăng lên gấp 5, sorry, tăng gấp 15 lần rồi. Hơn luôn chứ. Chết cha, nhiều thế. Tức là 3 tháng trước cái lớp buổi tối là 120 người, cái lớp đầu tiên mà Khánh Ngọc với Hoàng học đó, chỉ có 120 người thôi. Và đến ngày hôm nay, ngày hôm qua tổng kết bắt đầu chương trình F4 là tổng con số là 1.600 người. Tôi bảo bớt đi đừng đông, từ từ bớt đi. Và mục tiêu hạ lệnh là 1.000 thôi, mà bây giờ xin xỏ nhiều quá, cố gắng nhiều quá, học nhiều quá, lên 1.600 người, còn hơn 300 người đang ở phòng chờ không được học. Đó, nó gọi là phễu ngược, anh nhớ đây, phễu ngược không? Nó phễu hồi xưa, phễu vầy rót nước, phễu dày, giờ phễu ngược vậy nè. Chiến thuật đòn bẩy của thầy Thái, đúng không? Anh chị em nghĩ sao 3 tháng sau? 3 tháng sau con số là nhiêu ạ? Nó có công thức, công thức của chuyên gia đòn bẩy, nó có công thức. Đó, và công thức này nó lợi hại nữa là đòn bẩy trí tuệ, đòn bẩy công nghệ, là đòn bẩy luật vũ trụ gắn giữa trái tim đập bạc, 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 bạc. Không có ai đỡ được sẽ lớn. 3 tháng sau lớp học em có 5.000 người không có chỗ học nha, cảnh báo 5.000 người 3 tháng sau không chỗ học. Tôi muốn tháng sau 5.000 người có 5.000 người, anh em tin không? Tôi muốn tháng sau cái lớp học buổi tối chương trình F 5.000 là 5.000, nó công thức. Tôi nói với Khánh Ngọc từ lâu rồi đó, công thức. Nhưng mà chứng minh công thức cho các bạn thấy rằng là nó là công thức. Nó là đòn bẩy, nó có công thức. Nhưng mà để chứa cái lượng người đó tôi cần huấn luyện đội ngũ, cho nên học liên tục để cái đội ngũ của mình lớn lên, chăm sóc kịp, tại vì người vô nhiều nhưng làm sao để chăm sóc kịp, làm sao chuyên nghiệp. Cho nên cái chương trình F4 tôi
nén đầu vào và không dễ gì vào đâu nha. Sau này tất cả những người muốn vào SE để học cái chương trình buổi tối chờ học đủ 15 ngày buổi sáng mới được chui vô buổi tối, chứ không bây giờ là muốn vô là vô luôn nha. Đó, cho nên chị em tất cả những ai mà muốn họ học quy trình khởi nghiệp thịnh vượng là phải cho họ vô buổi sáng trước. Tại buổi sáng là cái câu chuyện gột rửa tâm thức ba cấp độ thầy Khiêm Nguyễn chị chia sẻ hôm nay nó nằm ở buổi sáng này. Và buổi tối thì lại học về thái độ, kiến thức và kỹ năng vào buổi tối. Ở cấp độ năng lực á, nó sẽ phát triển vào buổi tối rất là mạnh. Cho nên vô buổi tối vỡ kén ra. Và những chuyên gia dạy ở buổi tối giống như người chính để xây dựng cái nội chung đó là Ken Bay và tôi đóng góp tư duy của mình vô để xây dựng quy trình từ quy trình lớp học và điều phối lại được tiến sĩ dạy về phương pháp dạy học tích cực Thánh Học dạy là cùng điều phối cùng đúc kết lại. Còn back end đằng sau tôi ngồi tôi quan sát cái giờ học nó hồng chỗ nào tôi thiết kế bối cảnh tôi ráp tôi hàn tôi vá lại và tôi đọc nó lên hết. Cả ba chương trình anh chị em đều thấy tôi đều sử dụng kỹ thuật đó hết. Cho nên là chương trình này, cái chương trình như thế này thì chúng ta đến tháng 3 tháng sau thôi, nếu không chen chân để vô buổi sáng thì sẽ không có chỗ học buổi tối, đúng không ạ? Và phải chờ, xếp hàng chờ. SE của chúng ta rất giá trị, cho nên là chúng ta làm việc như vậy đó, làm cái việc như vậy. Mình không thể bán rẻ mình định vị từ những ngày đầu tới định vị baseline là định vị SE của chúng ta, định vị chúng ta là tập đoàn giáo dục hàng đầu Việt Nam về chất lượng, là một cái môi trường giáo dục thấm đẫm tình yêu thương, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Định vị luôn là như vậy, nó sẽ là một cái tập đoàn giáo dục số 1 Việt Nam và thế giới về Việt Nam học nha. Tại vì người Việt Nam của chúng ta siêu giỏi, tại sao đi thế giới làm gì? Đi học để lấy hoa của nó về chứ không phải đi học để bán chất xám luôn, đúng không? Ông Nguyễn mà không về Việt Nam tôi không chơi ông Nguyễn luôn, phải về đây nhanh lên đó. Chứ ở bên đó là xong là phải tranh thủ về để cống hiến cho dân tộc nha, chứ mày học xong ở bên nó luôn chơi nha. Đó, thầy đừng nói gì cả, em đã tính hết rồi nha, em phải về nên thầy đừng có nói gì hết á. Nhưng mà cái quan trọng về thì phải cho em chỗ ở là được rồi. Ngày mai cô gái đẹp ở Đài Loan dụ thầy ở lại tôi biết đâu. Không có, em được cái là happy wife happy life, được không? Có một cô Hà Nội kéo rồi, không khách nghèo mà em rất trung thành nha. Ok, nó bay thành không lối thoát rồi mà lo cái gì không biết đâu. Sau này tôi chia sẻ về cái nghệ thuật lãnh đạo, tôi nói tất cả các chiến lược tại sao vậy, tại sao vậy, công thức hết, nó có công thức hết, người thành công có công thức của người thành công. Chị em mai mốt mà đến cái mục mà đào tạo nhà lãnh đạo không chức danh á, tôi nói từng phần một phần tại sao có cái lớp học này, tại sao có cái module này, tại sao có cái slide này, tại sao có cái chữ nâng tầm chứ, tôi nói tại sao hết cho anh em nghe thì lúc nó mới lòi ra. Còn bây giờ học để nói với thầy nha. Ok, cảm ơn anh chị em. Hôm nay là cái ngày đầu tiên buổi sáng phòng Zoom của chúng ta lên 1900 người chị em, 2000 người comment này. Chúc mừng 2000 buổi sáng. Hôm nay cán mức 2000 người, cán mức 2000 người học buổi sáng. Với 2000 người thì bất kỳ lúc nào tôi chỉ cần bảy phát lên 5000 người trong tích tắc à, trong một ngày luôn á. Trong một ngày 2000 người này tôi dùng một kỹ thuật lên 5000 người ngay lập tức luôn. Ngay hôm sau luôn. Đó. Và bây giờ thì không thể anh chị em chờ lâu nữa, tôi thấy có một người tuyệt vời. Và mấy ngày hôm nay, một tuần nay thì sẻ cho tôi cái thông tin vô cùng tuyệt vời. Và cô ấy nói là thầy, cho em một hôm nữa nha thầy, em tiếp tục em sẽ chia sẻ cho cộng đồng vào buổi sáng thứ bảy. Và có rất nhiều tấm gương truyền động lực. Và buổi sáng ngày mai tôi nghĩ phòng Zoom 3000 người không đâu. Xin mời tấm gương vô cùng tuyệt vời. Sáng ngày mai anh chị em nào mà dự là người đó thực sự là phúc báo lắm mới dự chương trình sáng ngày mai. Đó, phúc lắm á. Anh chị em mà phúc đức lắm mới được dự cái chương trình 4 ngày rưỡi ngày mai. Đó là đến từ tấm gương vượt khó vô cùng tuyệt vời của một cái tấm gương tôi chưa được gặp tấm gương như vậy luôn. Lê Dương Thể Hạnh ạ, mời em. Giơ tay rồi kìa. Đến đây. Hạnh ơi. Bật mic lên em. Nghe chưa thấy? Thấy nghe rồi. Hạnh chào cả nhà nha. Hạnh nói là
là phân hâm mộ của thầy giáo đẹp trai Khiêm Nguyễn. Cho nên hôm nay hạnh nghe khi Nguyễn chia sẻ thì hạnh nhớ tới một câu chuyện mà khi hạnh kể ra khi Nguyễn tủm tỉm cười là vậy. Có con cô mẹ lúc nào nó cũng than thân trách phận vì những cái người xung quanh nó là sao cái dòng họ cô nó không chịu đi thẳng mà nó cứ đi ngang. Thì cô mẹ ta mới tâm niệm ở trong lòng đó là tới cái đời con của mình sẽ nói nó, mình sẽ huấn luyện cho nó đi thẳng. Thì tới cái đời con bé cu con ta sinh ra đời và cô mẹ ép cu con là phải đi thẳng, nhưng mà tại cu con tập miết rất là tội nghiệp, tập hoài mà vẫn không đi thẳng được, vẫn cứ đi ngang. Xong cô mẹ rất là bực mình. Một ngày nọ nọ thì cu con họ nói với mẹ một câu vậy: mẹ ơi, con đi hoài mà con đi thẳng không có được, hay là bây giờ mẹ đi thử cho con đi theo đi. Xong rồi thì là cô mẹ đứng hình. Cho nên cái mà Hạnh muốn nói là Hạnh nhắc lại cái lời của thầy giáo đẹp trai nói lúc nãy là mình muốn con của mình làm cái gì đó thì mình làm tấm gương cho con mình đi trước đi, rồi hãy nói em đó làm theo mình, đừng áp đặt nó tội nghiệp lắm các bạn. Cho nên là những gì mình cảm thấy là mình làm được thì người khác mới làm được, chứ đừng áp đặt những điều mà người khác không thể làm được mà mình không thể làm được, mình cứ bắt người khác làm thì cuối cùng nó ra một kết quả là mình đứng hình nhé. Mình Hay quá, trời ơi, câu chuyện hay quá luôn á, mọi người đây comment tuyệt vời đấy ạ. Tiếp. ok Dạ. Tiếp đi em. nó có chia Tiếp sẻ hình. gì nữa không, thầy đang nghe đây, có chia sẻ gì Dạ, nữa không? em chỉ nói một câu nữa là thật sự là thầy Thái đã cho em một cái mô hình để em copy, nhưng mà em nói thiệt nha, em có copy cỡ nào thì em cũng không thể copy được cái sự tài của thầy. Cho nên thôi em nghe thấy thầy khi Nguyễn là kiến thức thì là kiến thức chung, nhưng mà cái sự tài thì mỗi người có một thôi. Cho nên là em nhận là em thầu là học trò chăm chỉ của thầy, em đi theo em copy những kiến thức của thầy, nhưng không bao giờ em copy được sự tài của Nguyễn Không Thái. Dạ, em biết thân quyết phận, dạ em lui ạ. Cảm ơn em, cảm ơn. Ngày mai thì ai em muốn gửi đến anh em cái gì bí mật ngày mai Dạ không, đã gọi là bí mật thì ngày mai mới bật mí để sao không? thầy dụ em chứ À, tuyệt vời. Tuyệt đây vời. Tuyệt đây vời. đây 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 cho Kim Nguyễn chia sẻ cái khúc này chút xíu à. Nên là khi mà các bạn nhìn vào chị Thể Hạnh ấy, thì nếu như các bạn chỉ cần nhìn ở cấp độ môi trường, cấp độ hành vi, ví dụ những hành vi Hạnh đưa ra là một người bình thường hoàn toàn có thể làm hơn Thể Hạnh được, đúng không? Nhưng cái gì nó gây ảnh hưởng tới các bạn rất là sâu sắc là cái năng lực. Mình chưa tới cấp độ phía trên, nhưng ở cấp độ năng lực là các bạn thấy ảnh hưởng rồi. Ảnh hưởng ở chỗ nào? Ảnh hưởng ở thái độ sống, ảnh hưởng ở kiến thức, ảnh hưởng ở các kỹ năng, đặc biệt nhưng mà đặc biệt nhất là ở ở cái thái độ sống, đúng không mọi người? Cái đó nó mới gây ảnh hưởng tới người khác, được không các bạn? Nên cái nội lực nó tỏa ra cho người khác, được không các bạn? Chứ còn những hành vi của Thể Hạnh, ví dụ những hành vi của Thể Hạnh đơn giản là ví dụ như là nói hay là đi hay là gì, một người bình thường có thể làm hơn cái điều đó, đúng không mọi người? Đúng không mọi người? Nhưng cái mình bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cái cấp độ phía trên đó. Nên là một người nào đó, người ta phải xây dựng cái nội lực ở cấp độ phía trên, được không mọi người? Mọi người ok ha? Nên là thôi, học hỏi chị Hạnh ở cái chỗ nào, Yes. thái độ sống, được không mọi người? Ok. Tuyệt vời. Ngày mai đứng sân khấu trên phòng 3.000 người cùng với Sắc Liên nhé. Ngày mai có sắc Dạ. lên hả thầy? Được không? Được không, thầy Hạnh? Ngày mai em đứng sân khấu 3.000 Dạ người buổi sáng em với... tập tuồng, em tập tuồng lai rai từ bữa luôn á thầy. Cho nên là ok, ngày mai Hạnh sẽ mặc áo dài, Hạnh sẽ múa rất đẹp. Bà con yên tâm nha. Ok. Cảm Bà ơn. con là niềm tin và động lực sống của Hạnh, cho nên bà con nghĩ là người tin dùng Hạnh là Hạnh sẽ tôn trọng bà con số một luôn, tôn trọng bà con hơn bản thân mình, cho nên ngày mai là sẽ mặc áo dài, thậm chí là Hạnh sẽ mặc sườn xám nữa nha. Vậy cái mai gặp lại nha. Mai hồi mai mặc sa rê dài 30 thước đi thể hành dành thể nhiều luôn. Ok. Chị sợ cái con người ngoài Hà Nội của Khiêm Nguyễn ganh tị nên biết là sẽ không Trời được sao rồi. ok. Hãy Nên là mọi người đọc sách đó, nếu mà mọi người đọc sách của Thể Hạnh, của chị Thể Hạnh đó, mọi người sẽ khám phá ra cái
cái câu chuyện nó chính là kiến thức đúng không, là cái thái độ, là cái kỹ năng ở trong đó được không ạ? Sau cái tuần sau nữa mọi người sẽ được nghe những cái thứ cao hơn nữa, được không mọi người nha? Nên thôi nhớ mua sách của chị Đại Hạnh nha mọi người nha. Ừ, sư huynh của Hoa tranh thủ chốt Ok bà, cảm ơn luôn. ơi, cảm ơn khi Nguyễn đã lăn xe hạnh. Lê Dương Thể Hạnh, và còn hai cái cánh tay giơ tay lên, nhưng mà trên phòng Zoom thì ai mà không hình thì đố mà được gọi. Cảm ơn anh chị em rất nhiều, ai mà không xô hình lên thì đố mà thầy phải gọi. Từ xưa đến giờ anh thấy cứ để ý việc này, nhưng mà mới nói á, từ xưa đến nay mấy người mà giơ tay mà không mở hình lên thì đâu giờ gọi đâu, cho nên thông cảm nhé. Cảm ơn anh chị em rất nhiều, và buổi sáng vô cùng tuyệt vời, với buổi sáng và ngày mai thứ bảy là tuyệt vời hơn nữa, và chủ nhật này lại rất tuyệt vời nữa, nó gọi là liên hoàn cước của trí tuệ đúng không ạ? Và ngày mai là sự chia sẻ tuyệt vời của Lê Dương Thị Hạnh, chút xíu xong mình gọi chị Liên để mai lên xong kiếm hợp với Hạnh nhá. Ok chị Hạnh mình nghe mình nghe mình mình nghe cô Ngọc, cô Ngọc đúc kết đi thì phải, mình nghe cô Ngọc hôm đúc kết đi, nay không thấy cô Ngọc giơ tay, cô Ngọc đúc kết đâu rồi, đâu rồi, đâu cô rồi. Ngọc đúc kết hợp rồi, ngồi Ok ngay xin phía sau mời cho cô cô Ngọc Ngọc đúc ạ. kết đi. Thánh đúc kết. Xin mời Ok Ngọc ạ. À, thấy rồi, xin mời Ngọc. em chưa được phong thánh khổ chưa, em chưa được phong thánh Ok nhưng lại ạ. từ Tóm Ngày lại đây là được bài của thầy Khiêm hôm nay hay quá và rõ ràng quá nên là đâu có cần phải đúc kết gì đâu. Nên là thầy Khiêm mà nói gì là đâu có dám giơ tay. Đó, Trời tôi chỉ ngồi ở trời. đằng sau để gọi là ghi chép và để nghe thôi. Thì thực sự là cái bài mà hôm nay thầy Khiêm nói thì cái bài này tối hôm qua đã làm việc với cả đội ngũ team code của cái lớp học buổi tối ấy. Và mình cũng nói gần như là một cái bài là cũng 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 gần gần như thế này ạ. Chỉ có cái là hôm nay thì thầy Khiêm mô tả nó ra thành các cái cấp độ, còn ngày hôm qua thì chia sẻ với mọi người về cái việc là SE đang tạo ra một cái môi trường, và tất cả những cái thầy, những cái người mà đang tham dự vào SE trong thời điểm hiện tại, chúng ta trong thời điểm hiện tại thì phòng Zoom là 2.000 người, còn phòng Zoom buổi sáng là 2.000 người, còn lớp học buổi tối thì lên đến khoảng tầm 1.600 người rồi ạ. Nhưng mà đây vẫn chỉ là những con số rất là khiêm tốn trong những giai đoạn đầu tiên thôi ạ. Và bọn mình chỉ cần hình dung là trong khoảng tầm 6 tháng cho đến 1 năm nữa thì cái sự tăng trưởng của cộng đồng nó sẽ lớn mạnh rất là nhanh. Và ngày hôm qua thì mình có nhấn mạnh với tất cả mọi người, đặc biệt là các anh chị em team code phục vụ cho khóa học buổi tối, phụng sự cho khóa học buổi tối. Đấy là cái việc chúng ta đang là những cái viên đá đầu tiên để tạo ra môi trường, tạo ra văn hóa. Giống như thầy Khiêm Nguyễn hôm nay có nói và phân tích cho các anh chị em ở đây đấy ạ, là chúng mình đang là những cái viên đá đầu tiên ạ, để có thể tạo ra được một cái môi trường SE thấm đẫm tình yêu thương, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Bao nhiêu người thấy rằng là thầy Thái luôn nói với mọi người về một cái giấc mơ là thầy sẽ tạo ra một cái hệ thống giáo dục thành nhân. Ở nơi đó thì học sinh được sống trong môi trường thấm đẫm tình yêu thương, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Nhưng mọi người có nhận ra rằng là chính cái Zoom buổi sáng này này, chính cái trường đại học cuộc đời này này, và chính cái lớp học buổi tối này này, chính là nó rồi đấy ạ. Chính là cái ngôi trường đấy rồi đấy ạ, chính là cái lớp học đấy rồi đấy ạ. Khi mà mọi người ở đây, bao nhiêu người thấy rằng chúng ta vào Zoom buổi sáng hàng sáng, chúng ta thấy chúng ta là những cá nhân, chúng ta được chấp nhận, cái việc đầu tiên là chúng ta được chấp nhận đó. Chúng ta được chấp nhận là con người của mình. Không phải là dễ dàng gì mà tớ có thể đứng ngồi ở trên cái phòng Zoom buổi sáng này và công nhận với tất cả mọi người, 2.000 người rằng à, đây tôi là người song tính nè. Tôi có cả nam cả nữ nè. Tôi 50-50 này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ở trong cái môi trường này mình biết một điều, đấy là tất cả mọi người đều chấp nhận nhau, chấp nhận sự đa dạng của nhau, chấp nhận sự tôn trọng và chia sẻ nó và yêu thương nó và dành cho nhau cái tình yêu thương đấy. Và bao nhiêu người thấy rằng là mình vui vẻ, mình bình an, mình hạnh phúc, mình phát triển trí tuệ rất là nhiều khi mà mình tham gia vào Zoom buổi sáng này. Bao nhiêu người thấy điều đấy? Chúng ta comment số 10 ạ. Đó. Thì đây chính là trường giáo dục thành nhân đấy ạ. Trường đại học cuộc đời của chúng ta chính là giáo dục thành nhân. Và tương tự như vậy ạ, các bạn sẽ học một cái lớp Zoom buổi tối, bây giờ nó lên tới gần 1.600 người mà vẫn còn rất nhiều người phải xếp hàng ở ngoài kia để đợi. Thì cái lớp học Zoom buổi tối 15 buổi cũng tương tự như thế ạ. Lúc đầu ấy, mọi người nghe đến 15 buổi liên tiếp.
bây giờ sắp xếp thời gian làm sao? Mình còn đang có một vài cái buổi dạy buổi tối, rồi con cái chồng con, bao giờ mọi người cũng thấy sợ. Nhưng chỉ cần bước vào đó thôi ạ, chỉ cần bước vào cái trường đại học, vào cái lớp học hạnh phúc đó thôi, thì 2 buổi ban đầu, 3 buổi đầu, thậm chí đến khi mà kết thúc lớp học rồi ạ, 15 buổi rồi, mọi người vẫn bảo cô ơi thầy ơi kéo dài thêm đi, kéo dài thêm 5 buổi nữa, kéo dài thêm đi, bọn em chưa muốn kết thúc. Và đến khi mà thực sự là bế giảng rồi thì mấy cái ngày hôm sau mà thầy ơi cô ơi bây giờ em cứ hóng là buổi tối có cái gì để vào học hay không? Bởi vì sao ạ? Bởi vì đó là nơi mà mọi người được thấm đẫm tình yêu thương, mọi người được học những cái bài học nó rất là giá trị. Mọi người sẽ cảm thấy bình an, hạnh phúc ở đó. Thì cái nơi nào mà cho chúng ta cái cảm giác đó thì cái nơi đấy là cái nơi mà chúng ta muốn ở, đúng không ạ? Cái đấy được gọi là đất lành chim đậu là vì như vậy đấy. Và tại sao mà thầy Thái nói về ước mơ nhưng thực chất ấy không thể nào có một cái ngôi trường thành nhân mà ở đó trẻ em được học trong một môi trường thấm đẫm tình yêu thương, vui vẻ, bình an và hạnh phúc khi mà những người lớn ở trong cái môi trường đấy, những cái người tạo ra cái môi trường đấy mà lại không thấm đẫm tình yêu thương, không vui vẻ, không bình an và không hạnh phúc. Đúng không mọi người? Cho nên ạ, bọn mình tạo ra cái ngôi trường đấy cho người lớn trước ạ. Và cái ngôi trường đấy chính là trường học buổi sáng của chúng ta và lớp học buổi tối của chúng ta, để cho tất cả những người lớn, những người thầy cô giáo, những vị phụ huynh, chúng mình học trong cái môi trường đấy và chúng ta trở thành cái người như vậy. Chúng ta có được tình yêu thương, chúng ta có được bình an, chúng ta có được hạnh phúc, thì chúng ta mới có thể trao tặng tất cả những cái giá trị đấy, tất cả những cái điều đó đến cho những người khác, đến cho con em của mình. Thì như thầy Khiêm có nói đấy ạ, đấy là đừng chọn trở thành người thành công mà hãy chọn trở thành người có giá trị. Và khi chúng ta đã chọn trở thành người có giá trị, chúng ta được nhận tất cả những cái giá trị đấy từ môi trường, từ bối cảnh mà bọn mình tạo ra, thì hãy trao cái giá trị đấy đi cho những người khác để họ cũng được vào trong cái môi trường này, họ cũng được tôn trọng, họ cũng được chấp nhận, họ cũng được yêu thương như là những cái gì mà các bạn đang được hưởng ở đây ạ. Và bao nhiêu người thấy rằng là nếu như cái cộng đồng của chúng ta nó lớn mạnh lên, hôm nay nó là 2.000 người thôi ạ, nhưng mấy tháng sau nó có thể lên đến 5.000 người cùng học chung buổi sáng, rồi đến 20.000 người cùng học chung buổi sáng như thế này, thì các bạn hình dung là xã hội của mình có thể góp phần một chút cái công sức của mình, một chút cái sự cái phần đóng góp nhỏ bé của mình vào cái sự thay đổi, vào cái sự làm trong một cái hồ nước đục, đúng không ạ? Bây giờ thì em ít thấy thầy Thái nói cái câu đấy là một mạch nước trong thì lâu ngày làm trong cái hồ nước đục. Chúng ta đang làm một mạch nước trong như vậy đấy ạ. Và chúng ta phải tin tưởng nhau để cái mạch nước trong đó càng ngày càng lớn lên, càng ngày càng chảy một cách mạnh mẽ, thì chúng ta mới làm nhanh, chúng ta mới nhanh làm trong cái hồ nước đục ở ngoài kia được. Thì chúng ta là những viên gạch đầu tiên ạ, 2.000 người này trong dung buổi sáng, 1.600 người tiếp theo trong dung buổi tối. Chúng ta là những cái viên gạch đầu tiên để tạo ra môi trường, để tạo ra giá trị, để tạo ra văn hóa của SE. Và cái văn hóa đấy, đấy là văn hóa của tình yêu thương, văn hóa của bình an, hạnh phúc và thịnh vượng. Thì rất hy vọng là chúng ta trân trọng tất cả những cái điều đó và cùng với bọn mình ạ. Tất cả các bạn nhớ rằng là bọn mình là những viên 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 đá to, nhưng nếu mà chỉ có những cái viên đá to thôi thì cũng không không làm nên cái gì cả đâu ạ. Không làm nên cái gì cả. Mà một cái bức tường thành vững chắc ấy, nó phải được tạo ra từ rất rất nhiều những cái viên đá. Chính là tất cả mọi người ngồi ở đây ạ. Chính là tất cả mọi người ngồi ở đây. Bọn mình chỉ là một cái những cái người đi định vị thôi. Định vị cái tầm nhìn, định vị cái sứ mệnh thôi ạ. Nhưng mọi người, bọn mình cần cái sự ủng hộ, cái sự góp sức của tất cả mọi người đang ngồi ở trong phòng Zoom này. Nên mọi người hãy comment rằng là tôi cũng chính là một viên đá để tạo ra môi trường và văn hóa của SE. Và cảm ơn tất cả các anh chị em đã hiện diện ở trong phòng Zoom buổi sáng, trong lớp học buổi tối ạ, để chúng ta trở thành những cái viên đá đầu tiên để tạo ra được một cái môi trường, để tạo ra được văn hóa của cái cộng đồng SE này ạ. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều ạ. Vâng, em trả mic lại cho thầy Thái và thầy Khiêm, không biết đúc kết như thế ok không? Cảm ơn Khánh Ngọc chơi lại bóc poster nữa rồi. Chơi lại đúc kết tới nữa rồi. Đúng 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 như Khánh Ngọc đúc kết, nó ý đồ là như vậy. Mình phải demo từ trong cộng đồng Zoom, demo từ trong những lớp học offline. Anh chị em học phòng Zoom như thế này nhưng mà thử đến offline của SE mà xem.
Trời ơi, đến offline thì thương nhau lắm luôn á, yêu nhau và ôm nhau chết luôn. Đến cái chương trình offline á, nó đúng y vậy luôn, nó tất tần tật từ sáng từ tối, mọi lúc mọi nơi nó đều là như vậy. Nhưng mà có một bí mật nữa chị em chưa thấy được nè, trường hệ thống giáo dục thành nhân sau này mà offline á, con của anh chị em đi học miễn phí đó. À, bây giờ đang đi học cái hệ thống trung tâm ngoại ngữ giá trị sống sang năm nó mọc khắp mọi nơi trên toàn quốc, con của cộng đồng nhà mình được học miễn phí đó. Và đến cái hệ thống trường thành nhân đó, tất cả con mình được học miễn phí, không cần móc tiền túi ra đâu, tự có tiền đóng học hết luôn á. Đó, đó là một cái mà chưa có ai làm được trong hệ thống giáo dục đâu. À, thấy không ạ? Buổi tối học xong được miễn phí, rồi sau này nguyên cái hệ thống trung tâm giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống để trở thành con em của mình, trở thành công dân toàn cầu. Nguyên cái hệ thống nó con em SE vô đó học miễn phí hết. Nguyên cái hệ thống trường giáo dục thành nhân con em mình học miễn phí. Nói miễn phí nhưng mà tiền đâu ra? Tiền là cho chính anh chị em tạo ra cái giá trị để sinh ra tiền, để mang tiền nộp cho lớp học bằng cái quỹ. Cái quỹ trong ví của mình là quỹ, quỹ, quỹ gì biết không ạ? Cái ví nó có một cái phần, trong cái ví nó có một cái phần là quỹ, quỹ, quỹ điểm thưởng, quỹ tiêu dùng ấy. Đó là cái tiền đó là sau này mình được học, cứ có tiền sẵn trong đó chuyển khoản bật cái vô ID chung giáo dục thành nhân là nộp học phí. À, thú vị không ạ? Đấy là một cái mà tôi thiết kế lên một cái môi trường, một cái bối cảnh để cho cái cộng đồng được học tập trong đó, thấm đẫm tình yêu thương, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Cái bối cảnh này mới ghê nè. Sau này lãnh đạo và giáo viên dạy học trong cái ngôi trường thành nhân đó là được huấn luyện rất chuyên nghiệp trong cộng đồng của mình. Và đến đó dạy học không cần lãnh lương luôn. Đó mới là môi trường giáo dục thấm đẫm tình yêu thương, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Con học miễn phí, giáo viên đến dạy là cống hiến, không cần lãnh lương. Đó là cái câu chuyện mà sau này giáo dục thành nhân mình mới kinh khủng. Bởi vì những người đến nó dạy không cần lương nữa, tự động, nhiều tiền rồi. Giống thầy Khiêm Nguyễn mai mốt đến dạy trường thành nhân hôm đó, thầy lại lấy tiền của con em của cộng đồng nữa, kỳ quá. Cái gì vậy vậy? Khánh Ngọc cũng dạy con em mình lấy tiền, nó không có đâu, tại vì anh em mình đủ tiền xài rồi, có lấy thì lấy tiền làm từ thiện thì được. Ok, cái đó là bối cảnh phía sau anh chị em, là tôi thiết kế toàn bộ cái hệ giá trị, toàn bộ cái môi trường nó đến cái cấp độ như vậy. Cho nên anh chị em mình cùng với nhau đồng hành để 1.700 anh em còn ở đây trở thành 1.700 cái mạch nước trong trong suốt để chảy tuôn trào trên môi trường nhà mình, đúng không ạ? Em có 78 trường phi lợi nhuận nữa nha thầy Thái nha. Ai, 78 trường của em cần về đây để dẫn tớ đi, dẫn cô Ngọc đi để cấu trúc phần mềm, phần cứng chưa có nặng lắm đâu, đúng không? Biết. Chưa cấu trúc phần mềm. Ok em... thì nhưng mà nhưng mà giờ thôi cả, bây giờ em đi xây phần cứng đúng không, em tạo cho một cái môi trường an toàn trước rồi mới bóp rồi thầy về thầy làm thêm phần mềm được chưa. Đó, 78 trường miễn phi lợi nhuận rồi đó. Tớ đang đợi cậu về để chở tớ đi coi để xem phần mềm đang thiếu gì để đắp vô đây. Và hôm nay hôm qua hơi có hai nơi gọi điện cho tớ, giao trường cho tớ là quản lý rồi, không đi xây dựng phần mềm trước chứ lấy trường làm gì, ôm cho nó làm hiệu trưởng trường to đùng làm gì, trong đó dính chết trong đó sao được. Phải xây dựng phần mềm thôi, để xây dựng 1.700 anh em sau này làm chủ hết cho ngon. Ok, cảm ơn anh chị em rất nhiều, cảm ơn anh chị em rất nhiều, và cũng như nãy thôi, ai mà giơ tay mà không lên mặt thì cũng không gọi luôn. Cảm ơn anh chị em, xin chào hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai, được không ạ? Mọi người nhớ feedback cho Khiêm Nguyễn nha. Mọi người nhớ feedback cho Khiêm Nguyễn nha. Để Khiêm Nguyễn biết đánh giá nha. Và mọi người nhớ tham gia đầy đủ ALPS 4 nha. Xin chào. Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education? Hãy quét mã QR code và để lại thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn. Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education? Hãy quét mã QR code và để lại thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn.